Thưa quý vị, hôm nay là một trong những ngày nóng nhất ở Bắc Bộ cũng như là thủ đô Hà Nội, với nhiệt độ nhiều nơi tăng cao tới trên 38 độ. Sang đến ngày mai, vùng thấp nóng vẫn hoạt động với cường độ mạnh, cả miền Bắc vẫn xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao từ 36 tới 38 độ. Thủ đô Hà Nội với mức nhiệt 39 độ và Hòa Bình xấp xỉ 40 độ vẫn là hai điểm có mức nhiệt cao nhất tại miền Bắc. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Bắc sẽ còn duy trì cho tới hết ngày 21 tháng 6. Miền Trung tiếp tục đón ngày đầu tuần với thời tiết nắng mạnh từ sớm, nóng vẫn trải dài suốt từ Thanh Hóa trở vào cho tới Khánh Hòa với ngưỡng nhiệt độ cao là từ 36 tới 38 độ. Nhiều nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào tới Thừa Thiên Huế, Quảng Nam có nhiệt độ cao trên mức 39 độ, trời nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng này ở các tỉnh miền Trung sẽ duy trì từ nay đến hết ngày 22 tháng 6. Ngày mai ở Tây Nguyên và Nam Bộ khoảng thời gian từ sáng đến 15 giờ chiều cả hai khu vực đều không mưa, nắng ráo. Nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên vẫn từ 32 tới 34 độ, còn tại Nam Bộ ngưỡng nhiệt 33 tới 35 độ. Sau 15 giờ chiều, mưa rông xuất hiện ở khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng và tại các tỉnh Nam Bộ với diện mưa ở mức rải rác. Cục bộ vẫn có những điểm mưa to và trong mưa rông vẫn cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên biển, vùng thấp nóng vẫn còn tồn tại và tiếp tục hút, làm cho trường gió Nam đến Tây Nam ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2m25 tới 2m75 khiến cho biển động. Khu vực huyện đảo Trường Sa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.